Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Bây giờ đang là buổi chiều tối. Hoàng Hiền thì vừa mới làm về xong. Đang chạy lên nhà anh chị Xính Ngọc. Hoàn cảnh rất khó khăn. Mua ít thịt, cần thịt nên nấu cơm. Ăn cơm cùng với gia đình. Cho trẻ con có thịt ăn. Nhà anh chị dạo này đang xẻ gỗ làm nhà nên là rất là khó khăn đấy. Cơm nếu mà hàng ngày nếu mà Hoàng Hiền không vào thì gia đình là chỉ có ăn cơm rau đấy. Thực sự các bác là như vậy. Rất là khổ. Trời đang mới muốn mưa sầm sầm. Xin chào. Làm gì đây? Chào anh Xính. Đi rừng về rồi à? Kiếm được con chuột nào không? Hả? Không con chuột nào á? Ui dồi, ăn uống, anh ăn uống gì chưa? Anh chưa. Vừa về xong á? Đi từ sáng rồi. Thế đấy, cho ít thịt luộc. Anh bổ đôi. Bổ đôi luộc. Không được con chuột nào? Không được con gì đâu. Kiếm được ít phong lan nào? Phong lan không có đâu. Không có? Người ta đi trước mà tìm hết rồi. Bổ đôi luôn được. Bổ đôi nhanh chín. Cứ cho đứt hẳn đấy, bổ đứt hẳn đấy. Cho luôn luôn nước này, luộc thịt cho luôn rau. Đây cho luôn nồi rau này. Cho lên kèm luôn nhỉ? Hả? Thôi, đổ. Ui. Nghe me đấy. Nhanh chín à? Nhanh chín nếu không. Đang đói đúng không? Đói, từ sáng mà đi. Đi còn sớm hơn chị vào ruộng nữa mà. Rồi, cho nước vào luộc luôn. Không có ra vọ à? Không có con dao vọ to à? Toàn nhẵm một chân đấy. Vơ lấy ít vũn đấy này. Vơ lấy vũn này cháy ngay. Tới không? Kìa bà. Ôi chúa rồi. Được, cháy đấy. Cái bậu. Cảm ơn. Đang bỏng không?
Hả? Dạ. Thấy bọng không? Thấy bọng tay không? Bình thường. Ừ. Cho đĩa luôn, cho hai đĩa. Đấy, cái nát đôi lên ba ra được. Nghe mẹ đi. Mẹ bé nhanh chín. Đang đói. Anh đi rừng mà không mang nước đi à? Không. Hả? Cả nước cũng không mang. Không mang nước, khát làm nào? Bởi vì hôm nay không nắng mấy nên là... Không nắng mấy á? Ừ. Hôm nay không khát nữa. Chín chưa? Cho một canh đó vừa vặn uống nước vừa vặn tí, cho ít thôi, cho nhiều lắm. Cắt đôi nha, cắt được này. Đó. Nguyên lạc anh em ăn lạc, mỡ anh em ăn mỡ. Mấy cái tám lông. Được, vấn đề chị. Được, cả cắt luôn mới. Mỡ không ăn thì sao lại rang. Không ăn được mỡ chém. Rơi vào trong. Cắt nhỏ nhanh chín. Cứ cho nhiều nhiều ăn tê tê mê mê. Cho một canh luôn đi. Bây giờ anh đang nổ cắp lại. Được đấy. Ui rau chẳng nhừ anh xính đây vớt rau rồi. Để bắt vớt rau. Nhừ. Ờ. Bỏng đấy. Đã. Ui dồi. Ông xin gấp ớt đi. Quả dưới, quả khe dưới. Đấy. Mỏng quá. Cái cây mát nữa. Ừ. Nóng. Nên cái đầu que dầm cái que to to to. Rồi, ăn cơm đi. Rồi, ăn nha. Các bác theo dõi video nhé.
cơm với để anh xính. Ngồi ăn đi. Thằng ấy ăn thìa hay lũa? Lại chi nò. Thằng này cứ thịt là lại chi nò nhỉ. Dạ, à. Ngày rất dễ. Để em mang cái thìa con này. Thìa con á? Ừ. Là thìa. Ừ. Nó bảo thìa hay chì nó? Thìa. Thìa à? Ừ. À, ớt này. Khánh đi chơi. Chưa về. Ờ, chén này. Ờ, ok. No, no đây. Có thịt ăn đi. Đang nóng hổi ngon. Ờ. À, ông Xính đang đi làm về đói này. Nên dừng về. Dừng về đói lắm rồi. Ừ. Mày em anh. Ừ. Ăn nha chị Ngọc, cảm ơn đi nhá. Ờ, tự nhiên nhá. Nó tự nhiên này. Ớt cay cay tê tê chấm đậm đậm tí. Ngon đấy. Được. Ngon đấy. Nít thì nó nhỏ nó nò không? Không nò. Không nò. Thằng này thịt thì không ăn nhỉ? Không ép được à? Cầm được ngay. Không ăn. Không ăn hả? Chắc là già nó cái hàng răm của nó cũng ngay. Nó không có cái răng nào hay như nào mà ghê đấy. Nó không có, các con không thích ăn. Ừ. Nó mỗi rau thôi. Mỗi rau. Lớn lớn kiểu gì? Lớn bằng cơm trắng rồi. Lớn bằng cơm trắng á? Ừ. Cứ chấm ớt bột canh rất ngon, tê tê đậm chất trên bàn. Anh leo lên trên đỉnh núi à? Bẫy trên đỉnh nhá. Trên đỉnh. Ờ. Trên đấy nó có bằng không hay là sườn dốc? Hả? Sườn dốc á? Xung quanh là bao quanh là núi à? Ừ. Cái đỉnh núi này nhỉ? Có ai ở trên đấy không? Không ai ở. Lại chi nò rồi à? Bất nhờ, nằm rừng thì bất. Hôm đi mà gặp cái gì bán được thì còn được đúng không? Không kiếm được cái gì thì về tay không thì. Như này anh về tay không thì à? Đúng không? Trắng tay về không. Rắn dếp. Đi rừng hay gặp rắn không? Không. Ít khi á. Ít khi gặp á? Hay là anh quen rồi không gặp nữa nhỉ? Không. Không có gặp nhưng mà lâu lâu gặp. Anh có sợ con rắn không? Có chứ. Ừ. Con độc. Rừng này rắn độc nhiều á. Em đi dọc cái đường từ ngoài kia vào đây ấy. Em đi ở đường thấy bao nhiêu rắn bị điện ở ngoài đường ấy. Kiểu nó bò, tôi bò sang bờ kia xong đi đường người ta điện rồi. Nó bò qua đường. Ờ. À. Lấy cơm cho anh đi. Đây là xe đệ. Ờ. À. Đấy chỉ là toàn rắn nước. Không có cả con rắn khủng ấy, to lắm mà nước đâu. Nó bò ra vách núi, thằng vách núi kia ấy. Không phải bờ ruộng đâu. Bờ núi này, như kiểu cái gà. Ừ. Núi này mới có rắn độc nhiều. Ừ.
củ mang nhờ, củ mang rắn xanh. Cầm năm cầm đi à. Ăn đi, ăn đi. Lo mạnh em. Anh ăn đi. Lo đi. Đó. Caramel. Anh caramel chuyên nghiệp đào tạo. Anh này đang ốm. Người mỏi. Vách này nữa nhỉ. Vách này nó chưa bia được nốt. Lần đến sau làm nào? Lần đến sau làm nào? Này này á. Ừ. Sau này có tiền thì mình đổ sỏi vào. Đổ sỏi gì? Sỏi cho to á. Bằng 4 cân. Sỏi mà họ giải làm đường kìa. Vâng. Đổ cái lần này á? Vâng. Không đổ bê tông hay như nào? Không, mấy là mình đổ 10 phân để đổ bê tông. Có nghĩa là muốn nâng cái lần lên á? Nâng bao, nâng bao nhiêu phân? Nâng khoảng chục phân thôi. Đến cái tròn tròn. Tròn tròn đến đến cái tròn dưới cho trên. Trên. Bằng đấy, xong cái này bê tông đặt lên cái tầm đấy luôn. Xong rồi, thế thì sao lại nâng cái nhà lên khiêng này nữa? Không, 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 chỉ nâng mỗi cái này dưới này mà. Nâng cái lên thì anh phải nhấc cái này lên, anh mới cho lên chứ. Đúng. Chỉ đổ lên bằng cái đổ thôi. Lên đó, bằng cái này. À. Không phải kích nhà lên nữa. Có cái nhà này giữ nguyên này rồi. Vâng. Có cái chỉ đổ đổ cái sỏ kia xong rồi đổ bê tông bằng cái đến cái khung tròn tròn của cái ô kia ấy gì. Vâng. À. Thế là nhà lùn tẻ à? Hả? À? Hả? Lùn tẻ à? Người đó nó vào. Gió nó vào. Gió vào gì? Không để này gà nhé, nó chui vào nhà hết. Không có cái gì để xây. Có nghĩa là nếu mà mình đổ thì mình đổ bằng đấy, xong rồi mình nâng cái kia đặt úp cái kia lên trên đấy, khiêng lên được không? Giờ đông người không khiêng được à? Giờ nó nặng. À. Đổ ngay từ đầu đúng không? Không phải là khiêng cái này mà phải đổ hết cái sân nhà. Biết rồi, ý của chị là chị đổ luôn bê tông nó bằng cái chỗ đến cái ô cao cao, cái ô tròn tròn kia đúng không? Được. Nhưng mà ý của em nếu mà chị mà nâng được lên thì chị đổ bằng cái đấy xong chị đặt cái kê cái này lên cao lên thì nữa thì nó sẽ cao cái nền nhà, hiểu không? Có gió quá cao thì nó... Gió thì lại ép ván ở dưới. Nó cao nhà. Đây trúng gió lắm. Này là từ dưới lên bìa lên sàn được lên đỉnh nó bao nhiêu mét? 26. Mặt này 26 á? Ừ. Những cái cột ngoài đâu. Hai cái trụ giữa này thì nó lại cao hơn, nó lại cao. Hơn 3 mét. Vẫn thấp á. Ừ. Ngọc mày ăn cơm mà kiểu phong tục người Mông là không chăn canh thẳng vào bát mà uống một thìa. Chăn là không chịu ăn à? Không chịu ăn. Kiểu như nhau nhau kiểu gì không chịu ăn. Ông tính này hay ăn chăn này? Với lại có nó theo thời tiết này mọi khi kiểu như khát khát kiểu gì muốn ốm hay sao? Thế à? Hôm nay á? Được mấy hôm rồi. Khát khát là muốn ốm à? Ừ. Ăn đi. No đi. Ngại ngùng gì? Ăn đi mà có sức mà làm hoàn thiện nốt ngôi nhà đây. Sống bằng rừng. Nhà này có tìm được ong rừng nào? Hả? Cá pin được. Không có ổ nào à? Bọn nó
Đa số là họ đều đi tìm hết nhỉ? Tìm nó đánh hết. Nó đi ăn thịt nó đi anh em. Nó tả chùa nâu nghĩa là con cơm không của con. Phải không? Đúng không? Em dịch cái tiếng mông của anh thì em siêu không? Hả? Anh học đâu nữa rồi. Anh thấy anh chưa? Học đâu rồi á? Mông Hà Giang họ nói thế mà. Đi nhiều hiểu không? Đi nhiều hiểu mà. Không ăn nò nữa à? Chỉ nò. Đi nhiều mình biết tí. Nghe nói thì... Anh Chính là sang Trung Quốc bao giờ làm chưa? Sang Trung Quốc làm bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Ủa trong cái nhiều người đi kia này. Chưa đi bao giờ? Đâu có vậy ơi. Phải làm rồi. Nói gì thế? Không thế thôi. Nó lúc đấy làm phát mấy quả chuối. Mấy quả chuối cơ à? Chuối nó gặt bác cái trò đấy. Thằng nhỏ hết 2 quả. Thằng anh hay thằng em? Anh chưa thấy cuối. Anh Chính là sáng nay mấy giờ xuất phát? Anh á? 6 giờ rồi. 6 giờ dậy đi à? Có kịp ăn cái gì không? Kịp ăn đúng bát cơm sáng. Ăn bát cơm sáng? Cơm giảm. Có gì ăn không? Ăn rau. Rau. Có mang được trưa có mang được cơm đến đấy không? Không. Không mang cơm lắm nhỉ? Nước không mang. Các đồ nhiều quá. Đúng rồi. Ông ngất luôn. Này, không, không tìm được con chuột nào, nó không mắc bẫy à? Không mắc bẫy. Giờ khó nhỉ? Đánh con gì không? Phụ thuộc vào thiên nhiên. Không may thì được. Không may thì không được. Anh biết lấy cây thuốc không? Gì? Đi rừng biết lấy cây thuốc không? Không. Đi nhiều không biết lấy à? Mình không vậy là thầy thuốc nên kể cả mình gẫm nó chết hết mình cũng chả biết. Gặp không biết đúng không? Vâng. Không ai dạy à? Đây. Ông Xính này có bị bệnh gì không? Mắc bệnh gì không? Khỏe bình thường thế này. Huyết áp cao. Hả? Huyết áp cao. Ông Xính này à? Chi nó lo chi nó chưa nó ăn tự nhiên đấy ăn no này 6 bát đi làm gì 6 bát bớ thì 6 bát nhưng mà đi rừng đói neo ở đây trên đỉnh núi đã vất xong lại neo xuống xong lại còn đi tìm các thứ xăm bẫy tìm măng tìm ong tìm chuột các kiểu. Lúc đi thì tràn đầy hy vọng. Đấy. Về thì tay không. Về tay không. Thất vọng lắm nhỉ? Lúc về ở nhà không kiểu... Đi rồi. Kiểu ở nhà vợ con đang ngóng chờ ấy. Đợi mình mang thành quả về. Để có tiền nhưng mà không được. Có tiền mua đồ ăn cho con nhưng mà về ở nhà... Buồn nhỉ?
Nhiều khi không được, không muốn về đâu nhỉ? Khi không được cũng muốn về, nếu muốn đi nữa. Muốn làm việc nhà. Về không muốn đi nữa. Còn đi nhiều ngày quá mệt mỏi, chả được con gì. Chán đi vậy. Này chị cũng mình tự làm ra thôi, chăn nuôi, dựng xong cái nhà thì phát triển kinh tế, hai vợ chồng tập trung làm ăn. Xong nhà đấy, chưa xong nhà. Chị còn tay không thì không biết bao giờ mới được, bán cũng hết. Còn trong kia là sau đấy là đặt giường thẳng vào trong luôn đúng không?